Đây số dòng phụ tùng bên ngoài của Nhật là Wikino nè. Đầu đèn bát đèn đầy đủ nè ha. Bao mua đó. Đầu đèn bát luôn, mua gì bán đó, đầu đèn ghiêng, bát đèn ghiêng, mắt mèo luôn. À, đầu đèn của Wikino nè. 145, 125, 165. Đó. Đây có bát đèn ở đây. Bát rời nè ha. Bát thông nè, thông đèn nè. Đó. Này bát thông nè, bát thông bình dầu nè ha. Rồi bát thông đèn luôn nè. Đó. Này là dành cho bát Wikino nè ha. Đời thông đèn nè. Có thích cái nào xài đó. Rồi bát hoàn chỉnh nguyên đầu đèn luôn nè ha. Đó. Con mua nào bán đó, có sẵn đó. Bát thông đèn, bát có đèn đầy đủ luôn nha. Đây bát thông đèn nè. Đây bát có đèn nè. Đó là của Wikino đó. Có phụ tùng Wikino đầy đủ nha. Bát nhóc chân nè. Đây bát Wikino đầy đủ nha. Mà lừa lượt ra cái gió cho cẳng dưới cẳng sau luôn nè. Có Wikino đầy đủ nè. Lưới trước lưới sau luôn ha. Đầy đủ luôn. Quạt gió Wikino đầy đủ luôn nha. Đây cách nước Wikino đầy đủ luôn nè. Đó, cách nước Wikino nè ha. Cách nước Wikino, phụ tùng Wikino đó. Đây bạc bê tông Wikino luôn nè ha. 125.2 nè. Đây cái chụp cò của Wikino luôn nè. Bạc bê tông semi đây nè ha. Hai bạc trăm luôn nè, bạc sắt băng đó. Nó là bộ tùng của Wikino nè. Đây, này là 3.2 này đủ nè. Wikino gồm có 125, 165, 145, 24, 26, 32. Đó mẫu thông dụng phổ thông á.